Hello, chào mọi người nha. Lại là Tùng đây. Hôm nay Tùng có một con máy mới nè, muốn review các bạn coi nè. Ở trong công ty nó hơi ồn tí nha, tại vì nó có hai cái lo nên nó hơi ồn. Thì hôm nay Tùng muốn giới thiệu cho mọi người cái con máy. Thì giờ đi vừa nói nhé, thông cảm nha. Thì con máy này là con máy Dahua Xsolar các bạn. Cái mẫu mới 2020 nhé. Đang làm phòng gym mà, máy móc quá trời nè. Thì mẫu này là mẫu mới 2020 các bạn nha. Thì nó là Dahua Xsolar 2LT2500XH nha các bạn nha. Thì con này trọng lượng của nó là khoảng 200g thôi, 200g nè. Chung là mới. Đấy, nhẹ heo các bạn, 200 mấy thôi, lua cả ngày không sợ mỏi luôn. Tao quay nó là tao quay dạng như mà như xích cốt các bạn nha, chứ không phải là lục giác đâu. Nè, nhà heo à, mình có một tay thôi nha. Thì mình làm review nhanh thôi, tản lát nữa có một bạn kêu qua lấy á. Thì cái màu nó là màu chủ đạo là màu xám các bạn, màu xám toàn thân này, màu xám toàn thân nha. Nhưng mà ở đây nè các bạn nhìn nè, cái thân nó nè, cái viền nè, bạn nhìn cái viền này, toàn bộ cái viền của nó nha, nó y như là cái màu sơn của gỗ các bạn, xong rồi người ta phun bóng lên á, phun bóng lên nha các bạn nha, chứ không phải là màu xám giống như cái cối này đâu. Đấy, cái cối với cái thân nó là màu xám, ok. Thì cái viền khung thân của nó này cũng là màu xám, nhưng mà dạng màu xám mà phun sơn lên các bạn nhé. Đây, xám phun sơn lên này, mình quay gần các bạn coi này. Đấy, xám phun sơn y như vậy đấy nha. Đấy, cái con này là khoảng hình như là Tùng cái số liệu cái hộp cái Tùng bỏ anh kia nên không nhớ, hình như là 6 cặp đạn các bạn nhé. Dòng quay của nó XH là khoảng 621 nhé. Cói này thì cói cũng không sâu nha, không nông nha các bạn nha. Cói này có vừa nhé, cói này có vừa này. Để mình coi cái chỉ số dây cho các bạn coi nè. Đây, chỉ số dây của nó nè, chỉ số dây của nó là 0.20 nè, thì khoảng 150m cho các bạn nhé. Thì cái này là dây tầm khoảng tôi nghĩ là khoảng 1.5 này, tại vì 0 chấm dây 2 chấm là 0.2 mấy các bạn, thì nó cũng là 150 rồi, nó mà Tùng nhớ không nhầm nha. Cái này thì các bạn có thể coi lại nha, cũng Tùng không chắc chắn lắm nha. 0.23mm là vào 100m này, thì Tùng nghĩ dây 0.2 ai dây 2 chấm thì vào được khoảng 100m nha các bạn nhé. Chúng mày có này không sâu không nông này, vô ok đó này, lưu cả ngày luôn. Cái núm này các bạn, nó không có ron bên trong nhé, tại Tùng mở rồi nó không có cái ron cao su các bạn, dạng như một cái viền cao su ngay này nè, thì không có, nó dạng như nắp chụp bình thường thôi. Tại vì mấy cái dòng mà giống như bên nó xài EVS 5 EVS 6 thì nó sẽ có một cái dòng mà dòng ron cao su đây nè. Tại thường thường nó kháng nước thì nó sử dụng các cái ron cao su nhiều để nó chống nước vô các bạn nhé. Tiếng mô bin đó nè, trong này nhạc to quá nên tiếng mô bin các bạn nghe không rõ đâu. Đây, bạn nghe không? Đỡ gần các bạn nghe này. Tiếng mô bin đó nghe êm lắm các bạn nhé, êm nha. Đấy, Xsolar 2500XH này các bạn nè. Chung là cái này thì cái lấy cò này thì Tùng nghĩ là nó sẽ làm y như lúc trước các bạn nhé. Thì nó sẽ rỗng bên trong này, rỗng bên trong đó nó tạo cái trọng lượng nó nhỏ hơn các bạn nhé. Hai cái gây lấy cò này nó cũng có sự khác nhau các bạn nhé. Bên này là nó làm mình inox, dạng inox này, còn mình nó làm mình nhựa này, màu đen này, hai màu khác nhau nhé. Ốp cũng vậy, bạn nhìn này, nó là một bên ốp này, nó là một bên ốp thôi, đó dạng inox này. Ốc này là ốc các bạn câu không sợ xét nha các bạn nhé, không phải sắt đâu nha. Đấy, bạn lấy 500 mà hút coi. Còn bên này là nhựa, đó, nó làm hai bên khác nhau nha. Bên này trên này nhựa này, thì này inox, còn trên này inox thì lạng nhựa. Nhựa cao cấp chứ không phải nhựa thường nha các bạn nhé. Các bạn yên tâm nhé, nhựa cao cấp của Dahua. Này, mới. Trên này thì Tùng cắt sơn lên này các bạn, sơn lên này. Cho nó không bị chóc á. Các bạn cái này muốn thì cạo ra cũng được nha. Hàng Made in Việt Nam. Hàng này xuất thôi nha các bạn nhé. Hàng này Việt Nam mình hiện tại cũng ít hàng lắm, ít hàng. Nó đa số là có một cũ Xsolar, một cũ đời 2018 là nhiều thôi, nhưng mẫu mới không có.
nó còn mới nhé, hơi dính vân tay xíu. Đấy, bạn nào ưng thì mua con này. Rồi tuần quay cho các bạn coi nhé, một tay tuần chạm một chạm thôi nhưng mà nó rất là nhẹ nhé. Rồi các bạn nào thích đó thì mua con này. Thì Tùng cũng đang định bán là con này, các bạn mua giờ review thôi. Con này Tùng định bán là khoảng 1.4 triệu. 1.4 triệu nhé. À quên, cái tay vây này nè, cái tay cầm này các bạn nhìn nè. Cái này thì không thể nào đổ núm được nha các bạn nhé. Cái này đổ núm là mình phải cắt cái cốt ra. Cái cốt của nó nè, cái cốt của nó phải cắt ra tại cái cốt nó là cốt cố định luôn. Thường thường những cái cốt mà mình những cái núm mà mình thay tay quay được đó, thì nó sẽ có một cái con ốc ở đây nè các bạn, ốc nè. Đấy, nhưng cái này không ốc nha, mình gỡ ra thì bên trong nó sẽ là một cái trục cố định luôn đó các bạn. Thì mình thay nó ra, mình cắt nó ra, xong rồi mình mua cái gomosus hay cái núm nào bạn thích đó, các bạn gắn cái cốt vô lại, xong rồi các bạn lắp các vòng bi vô nhé. Thì hôm nay Tùng không biết có nói các bạn nghe không, tại trong game đó mình nói không được to lắm đó. Đây, nếu các bạn thích đó thì các bạn phải liên hệ Tùng nha. Hiện tại có một anh kia đang hẹn qua coi máy đây, rất là đẹp luôn nha. Rồi cảm ơn mọi người theo dõi kênh Tùng nha. Tùng sẽ cố gắng ra nhiều cái mẫu máy và đánh giá hơn cho các bạn nha. Con này được cái là nhẹ nha các bạn nha, nhẹ, màu sắc thì mạnh mẽ, theo Tùng là mạnh mẽ đó. Rồi các bạn nào thích thử mua con này nha. Cảm ơn mọi người theo dõi nha. Chào mọi người.